Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái video đầu tiên sau cái kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Trung cũng sắp xếp thời gian tạm nghỉ ở trên YouTube rồi làm một ít cái công việc nhà và công việc riêng. Nay thì bắt tay vào công việc, trở lại cái công việc buôn bán với lại video YouTube bình thường nhé anh em. Tổng hợp mấy cái cuộc gọi của những cái cuộc gọi của anh em trong những cái ngày qua ấy. Thì Trung làm một cái video tổng hợp những cái món. Thật ra tổng hợp thì Trung sẽ nói về những cái món mình đang có đi để anh em dễ lựa chọn, anh em xem có món nào phù hợp thì có thể gần có thể đến, xa thì có thể liên hệ qua điện thoại nhé. Rồi ở đây thì Trung làm video tổng hợp nên nó không có cái món làm riêng cái món nào hết á. Ở nhà thì còn rất là nhiều cái thứ đồ linh tinh luôn, không có món nào nó giống món nào cả, giống như kiểu bãi đổ xá mà. Chúng có nhiều thứ lắm, nào là ví dụ như này, heo này cũng để lung tung này, bình hơi còn một này, cả một cái kệ bơm ở bên kia. Rồi hôm trước có một anh hỏi món gì nhỉ, bơm Kubota này, đây còn một bơm thủy lực Kubota nhé. Lục cả cái nhà ra mới thấy nó nằm ở đâu ấy. Bơm Mitsu, bơm lung tung. Rồi đây là bơm tổng của con cẩu này, motor quay toa cẩu này. Nói chung là rất là nhiều thứ, ngăn kéo công tắc bơm đôi. Rồi rất là nhiều thứ ở trên video mình kể từ món nhỏ đến món lớn nhé. Đây, lọc dầu đây. Đây có cái con khử từ nữa đây anh em. Khử từ để anh em làm cơ khí ấy. Anh em làm cơ khí mà cần khử từ các cái chi tiết máy ấy, dùng đến nó. Rồi heo tết rồi này, bộ ruột này như của Mitsu này. Chúng sẽ đi chậm chậm nhé, nó có rất là nhiều cái món linh tinh luôn. Đây cục motor bít tông này, đây kim hay gì đấy, loại này thì để dành lại vì cái công tắc này nó có họ hàng với các con Yanma đời FFX này. Đây là nguyên cái bộ ruột của Kubota L3500 nha, này mình đã tung té ra hết rồi. Bơm thủy lực rồi này, bơm thủy lực cái bộ tích áp với điều khiển rồi này. Rồi lốc lạnh này, với lại ông anh hỏi về mấy cái con motor thủy lực đấy, motor công thì hết rồi. À, motor công còn còn một cái con công BVK100 đây của bánh lốp, motor chân chạy đây. Ngoài ra thì còn một bốn ba bốn con gì motor, motor này cũng to, kênh cũng nặng nề lắm. Đề riêng của các đời này, motor bê tông nhé, cát 07 này. Rồi bơm thủy lực đôi này, HST này, motor đùi để anh em chế cháo này, lốc lạnh này. Đây có bộ xương hàng gì, cái loại xương hàng gì đấy, bơm nhớt. Nói chung là đây là cặp motor dù gì mình không rõ luôn, motor bít tông ấy. Có cái van cân bằng ở trên nữa, mấy con này đi lấy phụ tùng này là Yanma L90 này, em có sử dụng heo bét gì đấy thì đánh tháo. Motor này, cái này anh em để chế cái khoang được này, khoang đất ấy. Này có cái bộ xương hàng của Yamaha máy 4 đấy, bộ xương hàng như xương hàng có giải nhiệt luôn, có lửa đấy mà không biết của đời nào nữa. Này còn một cái mâm quay to nhỏ nhỏ này, HST
hai cái má phanh của 3.500 này. Cái bộ tài mà thiếu một cái chi tiết nắp này, thiếu cái nắp nhé. Rồi ra ngoài thì có nhiều thứ lắm. Hôm trước mình tháo cái con máy gặt ra này, bộ chuyển góc, chuyển hướng vuông góc này, chuyển hướng vuông góc lắp vừa Kubota các đời lẻ 1 lẻ 2 này, đang dính liền cục bơm chưa tháo ra nữa. Thùng dầu các kiểu này, bô lửa này. Đi thật là chậm nhé, anh em xem có món nào vừa ý thì tính tiếp. Còn nhiều ti ben nhé. Đây thì động cơ cũng còn một số. Cái cầu xe còn Isuzu 3 tấn rưỡi này, Kia 2 tấn rưỡi này, cầu 1 tấn này, cầu trước máy cày này. Cái con này thì chế cho Ronde với Ford được này. Đây, cái motor của nó anh em nhìn thấy, nói chung là cầu ZF này. Hôm trước mình rã trong Hitachi một đống cầu lái dưới kia, cầu Isuzu lớn ở trên. Đây này, đóng cầu xe của mình nha. Cầu lái cầu Trung Quốc, cầu dòi tấn 6 gì này. Mấy cầu lái Komatsu này. Cái cầu kia thì bán rồi cho một anh bạn ở Tây Ninh, sao chưa đến lấy không biết nữa. Đây, tài xe ủi này, đi 6 đi 7 này, bánh lớp các kiểu nha. Bánh thì mấy cái con này thì bánh lớp nó hỏng hết rồi, mòn hết rồi thì tính, anh em có cần trưng dụng cái mâm thì tính tính giá mâm thôi. Đây là cái con cẩu nhà mình đang đang làm việc. Đấy, đang đóng cái con xe đấy. Chế cháo chơi cho vui này. Đồ thừa không bán được, mang ra chế luôn. Chưa hoàn chỉnh, còn nhiều thứ lắm. Đây có cái mình trưng dụng hộp số Isuzu cơ giới 9-6 đây. Loại này cực kỳ đặc biệt luôn. Là nó là số 2 tấn nhưng mà kích thước nó nhỏ, đúng bằng kích thước bao của các quy 100A đấy này. Rất là nhỏ luôn, mà nó vuông vắn lắm. Nhìn nó hay hay. Lắp nó lên. Bánh lớp, cabin. Xe gạt này chắc là trước sau cũng thịt thôi. Thịt lấy đồ món ra, có nhiều đồ món để chế đồ lắm. Đang để vô đá cắt. Bộ cuốc này ông anh ở, anh gì, anh tên anh Trung, anh gì đã mua năm rồi, đến năm nay còn để đây nè. Sao chưa lấy không biết nữa. Rồi, táp dọc, cắt đăng các thứ còn thừa thừa mấy cây nữa nè. Anh cân bằng này, bánh lớp này. Giờ mọt quay hơi khó nhìn một tí nha, anh em có thể bấm dừng video để xem. Nói chung là đồ đạc nó linh tinh lắm, anh em có điều kiện mà đến nhà đấy tham quan rồi nhặt được món, cảm thấy món nào vừa xài đấy thì nhặt thì tính tiếp. Đây, hộp số con này hình như là 6 số hay gì này. Đầu trâu để dành cơ giới rồi đầu trâu xe các thứ, cái nón lá đấy để dành thay thế cho những cái anh em mà chạy giật số vỡ vỡ nón lá đấy. Đề sạc các đời có đề MF, đề Trung Quốc, bơm lái này, bơm hơi này, ắc các kiểu.
Đây là tại nhà nhé anh em. Đây là tại nhà mình, địa chỉ mình sẽ ghim ở dưới tiêu đề đấy. Anh em có cần dùng cái món nào thì cứ đến xem, khuyến khích anh em đến xem nhé, đến xem tham quan luôn. Mấy cái bộ treo lắp chuyền này đi dành cho anh em đóng mót lớn này, cần nối lắp dài này. Bộ này 60 mấy 70 kg gì đó, các đang rất là lớn luôn, chạy cầu 8 tấn, cầu hổ vò vô tư nhé. Vẫn còn cái con cẩu này nó nằm bền lâu luôn, nó nằm từ năm ngoái đến năm nay vẫn còn. Máy 6, máy 4, máy 6, 6, nói chung là mình cũng còn một ít cái con động cơ. Anh em xem trực tiếp đến cần dùng con nào thì mình test cái con đó. Đây, ở đây còn một mớ đồ chơi này, cái động cơ hai thì này, hai máy này, cái vô lăng để dành cho anh em đồ chế. Đây là hình như là bộ chích công suất cho máy càng này. Trong đây là còn mấy cái bộ chuyển gốc 90 độ nữa, hai bộ làm thịt của mấy cái con xe xe xịt thuốc ấy. Bốt lái đồ chế nhé. Rồi con motor khủng long luôn này, motor nhỏ này, này bơm này, đây là một bộ motor quay to, hình như con đấy là con bê tông luôn đấy, và răng cẩu này. Ti thì còn nhiều nhiều loại, ti mập tròn ngắn này, tấc tư 60 gì đấy, tấc tư 65 gì đấy. Con này thì khoảng 2 tấc, 2 tấc 2. Ti chắc khoảng 80, dài khoảng mét này. Mấy cái mâm quay to nhá. Mâm quay to lớn này. Nói chung có một ít cái đồ rẻ linh tinh như vậy đấy, anh em xem có nhu cầu sử dụng. Cái con trong đây thì bán rồi, không anh sao chưa đến lấy này, bán rồi xong hết rồi, còn con này S130 chưa dọn, mấy con máy ba nhỏ nhỏ ở trong đây đang dọn dẹp bến bãi lại, bãi này đồ đạc nó còn linh tinh lắm. Anh em có nhu cầu sử dụng hay là nghiên cứu đồ món gì đấy thì cứ đến nhà theo cái địa chỉ trong ghim nhé, trên ở dưới tiêu đề nhé, ghim sẵn như vậy anh em đến chơi giao lưu xem được món nào thì tính tiếp. Mấy cái ngăn kéo mà ngăn kéo điện này, ngăn kéo mà mở bằng điện kích điện này chung còn nhiều, cả chục con hơn ấy, 3 ngăn, 4 ngăn, 6 ngăn có hết. Rồi, chung kết thúc video à, anh em xem cân nhắc và có điều kiện thì đến nha, đến tham quan nhé.